Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cận cảnh căn biệt thự 240 tỷ của vợ chồng Việt Hương ở Việt Nam. Việt Hương là nữ danh hài đình đám của làng giải trí Việt. Sự nghiệp diễn xuất vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Cô còn có cho mình một gia đình viên mãn, bên cạnh chồng là nhạc sĩ Hoài Phương và cô con gái nhỏ. Mới đây, nữ diễn viên quyết định sẽ về Việt Nam ở sau nhiều năm sinh sống ở Mỹ. Việt Hương là nữ diễn viên đình đám. Việt Hương có cuộc sống hạnh phúc bên Hoài Phương và con gái. Để chuẩn bị cho hành trình hồi hương này, vợ chồng Việt Hương đã xây dựng một căn biệt thự ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là tổ ấm mới của gia đình nữ nghệ sĩ khi về nước định cư. Căn nhà đang trong quá trình hoàn thành, nhưng khán giả cũng đủ trầm trồ về sự bề thế, hoành tráng. Cửa ra vào rộng lớn như lâu đài của biệt thự nhà Việt Hương. Theo đó, đơn vị đảm nhận việc tân trang căn biệt thự của nữ diễn viên sinh năm 1976, thông tin do công ty này cung cấp, cho biết tư dinh được định giá 240 tỷ đồng, view từ trên cao có thể nhìn thấy sông Sài Gòn. Căn nhà có diện tích lên tới 1.500m2, biệt thự được định giá khoảng 240 tỷ đồng. Căn biệt thự rộng 1.500m2, có 3 tầng và một hầm để xe kèm sân thượng cực rộng. Các tầng bên trong biệt thự có không gian thoáng đạt, thoáng mát và các tầng được thông với nhau. Bên trong căn biệt thự đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhiều người phải trầm trồ vì độ hoành tráng không khác gì lâu đài của căn biệt thự. Về khu vực bên ngoài, biệt thự được bao phủ bởi không gian nhiều cây xanh, khung cảnh dịu mát tạo nên sự dễ chịu trong tổng thể căn nhà vốn uy nghi rộng lớn. Sân thượng còn có hồ bơi, tầm view nhìn ra sông sẽ là nơi để các thành viên cùng có những giây phút thư giãn thoải mái bên nhau. Một khoảng sân rộng rãi được bày trí ngay trên sân thượng giúp gia đình có nơi để tụ họp. Hồ bơi nhìn thẳng ra sông Sài Gòn cực chiêu. Được biết, biệt phủ rộng lớn này là món quà mà nhạc sĩ Hoài Phương dành tặng cho vợ. Cũng chính ông xã Việt Hương đã tự tay sắp xếp và mua nội thất cho tổ ấm mới. Trong một bài phỏng vấn gần đây, đôi vợ chồng cho biết, dù công việc ở Mỹ ổn định suôn sẻ, về nước có thể là sự đánh đổi lớn, song họ mong được về nhà để sum họp với gia đình. Hoài Phương từng tiết lộ cơ ngơi mà mình vừa tạo về để chuẩn bị cho việc sinh sống lâu dài ở Việt Nam. Việt Hương cũng háo hức để được dọn về nhà mới sau khi hoàn thành. Gia đình êm ấm, hạnh phúc của nữ nghệ sĩ Việt Hương. Ở tuổi 47, ngoài biệt thự vừa tậu, Việt Hương còn sở hữu khối tài sản khủng, gồm nhiều xe sang, kim cương và làm chủ công ty. Nữ danh hài được ông xã ủng hộ hết mình, chăm sóc chu toàn trong công việc lẫn cuộc sống. Bạn có nhận xét gì về cơ ngơi mới của nữ nghệ sĩ? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé! Cùng cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn nhất tại tin mới nhất nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.